Dù dây leo giết bớt mấy con kia đi. Ok. Bay qua nè, xiên. À! Cái gì đã? Cười đã mới. Cười em mong. Mà nó sẽ đi đâu mà cười đã mới. Là có được nữa. Xiên kéo đi. Lên đời, lên đời, lên đời quá. Rồi lấy được bà ra đây. Chưa có một cái trận nào. Ok, và hai xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và chào mừng anh em đã quay trở lại với series Vùng Đất Chết. Yeah. Ok. Dạ, dạ, làm gì vậy? Làm thái độ gì vậy? Hả? Hả? No. Thì như anh em cũng đã biết thì trong tập trước anh em mình đã lên được một cái làng gọi là làng trên mây. Trời ơi, thì mình vô cái làng này mình thấy là ở đây hồn xóm làng rất là thanh thiện. Đó, thì mình có đi qua bên cái cửa này, cái phòng này nè anh em, thì mình có thấy là Chiron đang ở trong cái phòng này nè. Thì đây trong đây chỉ là cái linh hồn của Chiron thôi, nhưng mà Chiron không được hồi sinh. Nhưng mà giờ mình có rất nhiều bạn bảo mình là hãy hồi sinh Chiron đi, thì hôm nay mình sẽ đi mình hồi sinh Chiron. Trời ơi, hai con mắm này đang làm gì nè. Để từ từ anh em đợi mình xíu. Xoay hả? Xoay phải không? Xoay nè. Nhìn đâu đi. Dạ ba là tôi dạ ba. Nhìn không? Đùa mà đừng. Ok rồi bây giờ bọn mình sẽ bắt đầu đi đến chỗ của ông trưởng làng để mình hỏi ổng thử coi là có cái cách nào để có thể hồi sinh được Chiron hay không nha. Ok đi thôi nào anh em ơi. Let's go. Ok thì theo mình nhớ hình như là nhà của bác trưởng làng nằm ở đâu đó chỗ này thì phải, để mình xem coi. Anh Dịch với Timmy cũng đi kiếm nhà của bác trưởng làng rồi. Để xem coi. Ở đây, trời ơi, bác trưởng làng nè. Bác trưởng làng, ok. Con xin chào bác trưởng làng nha. Đó, thì con muốn hỏi bác cái điều này bác ơi. Đó chính là con có một người bạn. Thì người bạn của con á đã bị gọi là bị quái vật tấn công. Cho nên là người bạn của con đã bị mất. Bây giờ thì con muốn hồi sinh bạn của con á. Thì làm cách nào có thể hồi sinh được không vậy bác? Thì là con muốn cứu bạn của con à. Cũng khá là đơn giản thôi. Con chỉ cần có một thứ, đó chính là túi phục sinh. Thì cái túi này đó con có thể hồi sinh được bạn con, nhưng mà rất là khó kiếm. Ta nghĩ là chỉ có bọn quái vật mới có được thôi. Nhưng mà ta nghĩ bọn chúng cũng sắp tới rồi, bởi vì cứ 69 ngày thì bọn chúng sẽ đến đây một lần. Thì hình như là một tí nữa bọn chúng sẽ tới. Nếu như mà con tiêu diệt được bọn chúng và lấy được cái túi phục sinh thì con có thể hồi sinh được bạn của con. Có điều là nó khá là nguy hiểm, bởi vì có rất là nhiều cạm bẫy và quái vật ở đó. Con có làm được không ạ? Trời ơi, tưởng gì chứ mấy cái việc mà đánh quái vật, cái đó là nghề của con. Trời, cảm ơn bác trưởng làng nha, cảm ơn bác. Trời, rất là cảm ơn bác rất là nhiều. Ok, vậy con sẽ đi con lấy cái túi phục sinh để con hồi sinh Chiron bạn của con mới được. Ok, vậy là mình đã biết cách để có thể hồi sinh được Chiron rồi anh em ơi. Chúng ta hãy đợi anh Vịt và Timmy về để chúng ta cùng nhau đi lấy cái túi phục sinh đó để hồi sinh Chiron nha. Ok anh em ơi, thì mình mới vừa đi hỏi ông trưởng làng thì mình đã biết được cái cách nào để có thể hồi sinh Chiron rồi. Nhưng mà có điều là nó hơi khó khăn và nguy hiểm. Đó chính là như ông trưởng làng đã nói thì cứ 49 ngày thì bọn quái vật sẽ quay về đây. Và đúng y như vậy luôn, bọn quái vật đã quay về kìa, mà bọn nó cưỡi trên những cái đám mây á anh em. Nhìn y hệt như là Tề Thiên Đại Thánh luôn. Mà thôi kệ nó đi. Thì bây giờ nhiệm vụ của mình á là phải đánh bọn quái vật này và sau đó là cướp lấy cái túi phục sinh để có thể hồi sinh được Chiron. Đó thì rất là nguy hiểm. Trời, hai người nguy hiểm mà đi đâu mà nói chi vậy? Nguy hiểm cái gì đây? Từ từ. Ngoài em gì có ai đâu? Bây giờ biết. Trời ơi trời, leo lên. Trời, bây giờ nè, nhiệm vụ của chúng ta là phải tiêu diệt hết cái bọn quái vật này. Bông, chơi cô thằng đừng cầm cung kìa. Em biết mà, nhưng mà cái nhiệm vụ của chúng ta là phải tiêu diệt bọn nó thì bọn mình mới thể cứu Chiron được. Bây giờ anh với Timmy có muốn cứu Chiron không? Có. Không. Thôi ác vậy trời. Ok rồi, vậy chúng ta nhiệm vụ chúng ta là phải tiêu diệt hết bọn nó luôn. Thôi giờ chúng ta đi thôi, từ từ. Ủa có cái đường bên đây hả? Thôi giờ thôi mình khỏi cần phải đào cái cổng chi cho lâu, mà đi đường này lên cho nhanh. Ok. Tôi đi đường này là hơi ghê á. Thôi đào yeah. Cổng đi cho chắc. Quay Timmy. Đào cổng đi cho chắc, anh đào lóc dưới là đây. Timmy mà đẩy em canh. Trời vô văn quá không? Trời, chơi ngu. Chơi ngu. Ai mà bay lên kìa, bay lên kìa. Chơi ngu này, chơi ngu ở đây. Phong lập cửa cho bà Timmy bà vô, không bà lại nhảy ngoài. Bà rơi luôn anh ơi. Bà có con đó kìa. Máy gì? Ok, sao anh? Thôi được rồi, trèo lên cho lẹ đi. Anh chết ơi, lên. Cười như bạn chưa qua đâu mà cứ cười đi. Bắn lên cổng nè, bắn lên cổng nè, bay qua. Rồi rớt. Ồ, may.
chắc là bọn nó là những vị thần hay gì đó, mình lại mình phải hỏi thăm đàng hoàng đã. Mấy con nó có tấn công mình hay không, nếu mà tấn công mình thì mình sẽ tấn công lại bọn nó. Ui, nó bắn em kìa, dịch ơi. Nữa đó. Bắn em kìa. Ui ui giời, sao em ủa sao nó yếu vậy, em mới bắn nó cái thôi, chết quèo dịch. Chờ bắn tiếp đi. Trời em ăn đậu hồng vô. No. Ai à, rồi rồi, no. Bay lên nè, siêu nhân cao rồi ta. Chết. Diễn ra dịch. Diễn ra chưa chưa? Mày à. Bên kia nè, bên kia. Em rơi rồi. Em rơi rồi. No. Sụt lên, lên phong. Cố lên. Ô, quá dâm, quá dâm. Quá dâm, quá dâm. Đi mày lên, lên. Đi mày lên, lên. Đi mày. Lên, trời. Ê, còn một nồi lắm. Bên kia còn một nồi quá vậy. Từ. Lấy cái kẹo giết với mấy con to to vậy. Ok. Chết nè. Tìm mày chết nè, Tìm mày chết nè. Em lỡ tay, em chuyển qua cái kiếm á. Đừng chết. Tấn công. Qua đây phụ em. Nhanh lên. Qua đây phụ em. Qua phụ bao kia. Nào. Chết. Đông quá à. Cứu tôi. Dùng skill. Bay hết lên trời nè. Ui ui, mấy con bắn cung mới nguy hiểm nè. Giết hết mấy con bắn cung đi. Chết nè. Trời, nó bắn tôi đau quá à. Ui sắp chết. Ai à. Mấy bắn cung bắn đầu hết chứ. Đây còn mấy con này nè. Ui nè. Ủa anh Vịt đâu rồi? Anh vô hơi đó. Ủa anh bị rơi xuống đó hả? Đây, đi em đi đợi anh chị. Ok vậy anh lên từ từ nha, bọn em đứng đây đợi anh. Trời ơi. Lên cứ đi. Ok. Rồi đi. Bên này còn một con nè. Diễn ra đây, diễn đi. Mày, ui. Thôi. Ok, dịch đây. Từ. Đáng leo lên, qua đây cái gì vậy qua đây. Ui, có cái gì ở đây nè, từ cứ xem coi. Ủa cái này là cái gì mà sao một cái đường thẳng vậy nè, mà coi chừng có bảy nha Timmy, từ từ tôi bước lên thử coi. Ui nó bỏ được cái này, đâm mày Timmy ơi. Chết cái này. Bây giờ nếu mà mình đi thì mình phải chừa đường cho vịt đi nữa. Tôi nghĩ là chắc giờ mình phải đứng đây mình đợi vịt một chút đi, chứ thôi mình không được qua, mình không có qua sớm đâu, mình qua sớm là chết chắc luôn. Ok, mình đứng đợi vịt đi chứ mình đi qua là hồi vịt qua được á. Ok đợi xíu đi. Đi qua đây anh ơi, trời đợi nãy giờ luôn á, đi qua. Anh ơi, em nói cho anh nghe chị nè, cái này cái đường này nguy hiểm lắm nha, cái đường này là đám mây nó có thể vỡ được á. Bây giờ anh nhìn thấy cái trên đây rồi. Đi. Thấy hay là từ bây giờ anh em nói anh nghe nè, bây giờ cái này á là một cái đường, có ba cái đường thì anh em giờ chọn ra một người sẽ đi chạy hẳn qua bên cái đường giữa, còn hai người còn lại sẽ quẹo qua hai bên rồi chạy hẳn rồi. Bây giờ là ba đứa cùng đi luôn, cùng biết mà. Từng đứa một chạy thẳng một đường thôi. Ờ đem để không vậy thôi, bạch Timmy đi trước, bây giờ bà nhảy vô cái đường giữa nè, bà nhảy vô cái đường giữa. Ờ bà chạy thẳng cái đường giữa luôn nha, cái đường giữa đó, đường giữa chạy thẳng luôn, nhanh lên, cố lên. Trời ơi, từ từ nha, cái chân nó vỡ, nó đằng sau lưng luôn kìa. Dừng lại ngay cái khúc mà khói bình thường đi, không thôi là bị té đó. Ok lên anh Vịt, qua đây anh. Phong đi nào. Anh đi đường nào rồi, anh muốn đi đường nào, anh đi đây. Ôi đi đây anh, cố lên đây. Tôi nhìn thấy sao đâu thôi. Quẹo anh ơi, cứ chạy thôi, cứ chạy thẳng anh ơi. Đừng bình tĩnh anh ơi, chạy thẳng luôn. Chạy thẳng đừng sao đâu. No. Ôi nó nổ kìa. Ủa cái gì bên đó mà nổ dữ vậy? Trời ơi, giờ mình phải chờ anh Vịt lên lại nè. Tới lượt mình qua. Chạy. Mà tim bay nó cũng rơi luôn rồi. Chạy. Trời ơi cái đường mây này nguy hiểm quá. Chạy. No. Chạy tiếp đi. Nhảy qua nè. Ok rồi mình qua được rồi. Hết đường đi luôn rồi anh em ơi. Giờ mình phải đứng đây mình đợi anh Vịt với Timmy lên lại. Hai mọi người ơi, trời ơi. Vịt với Timmy cuối cùng cũng là tới nơi rồi. Trời ơi mình đứng đây mình đợi nãy giờ. Ủa nhưng mà giờ sao đây, cái này sao mà tấm dáng tùm lum la vậy? Đâu anh Vịt anh thử. Bây giờ tôi nghĩ là mình chạy thẳng qua một đường giống như là bên kia vậy á, tại vì hồi nãy á là kiểu đi sau cái ông Vịt. Tao anh Vịt rất xuống giờ. Tao chắc chưa, đâu mà bà ngon bà chạy đi. Nè hả? Chạy. Nếu nếu mà bà nói giống như bên kia chạy thôi. Chạy đi. Mẹ ơi. Này thì cho dùng dây leo nè.
Bánh ra rồi anh ơi. Thôi cái này không phải đâu anh. Em nghĩ là cái này á, mình phải tìm ra cái tấm nào là cái tấm có thể đi được, còn tấm nào là không anh, chứ không phải là vậy đâu. Để từ để em thử coi. Sao mình tìm được? Chắc là để mà em dùng cái dây leo kéo. Ôi được nè anh, mình dùng cái dây leo mình bấm vô nó là mình tìm cái viên nào là cái viên đi được. Dịch lên đây rồi. Nhảy nè. Ôi dễ dàng qua luôn, mọi người qua không được á, mình nhảy. À! Gãy. À. Qua được. À, tôi lấy là tôi. Nhất định là phải qua được, nhất định là phải qua được. Ok, lên rồi. Rồi xong cái này rồi anh. Ôi trời ơi, bây giờ anh Vịt với Timmy họ dùng dây leo họ cũng qua được mà mình sợ mình không dám dùng dây leo đâu, lỡ mà bị rơi giống Timmy hồi nãy nữa. Nhảy phong vậy đi, tung nhảy. Ok, ok. 1 2 3 4. Em là anh chết tập trung. Nhảy lên đi. Ok ok. May quá. Qua được rồi. Ôi, dùng dây leo. Dùng dây leo chứ bớt mấy con kia đi. Ok. Bay qua nè, xíu anh. Cái gì đó. Tôi đau bụng. Tụi em không. Mà làm sao video mà cười đâu. Xin gạo đi. Lên đời. Wow. Rồi lên bà qua đây. Chưa có một cái cảnh. Gãy. À, bỏ rơi luôn anh ơi. Chưa có một cái trận đấu nào mà em mắc cười. Trận đấu này. Nhanh lên Timmy ơi. Để tôi. Nhảy từ hơi giống hồi nãy lố quay xuống dưới nữa giờ. Ok rồi. Rồi ok. Anh Dịch ơi. Anh Dịch. Từ kế hoạch này. Làm cố gắng phải nhảy qua cái chỗ bên bên trên đỉnh tòa tháp nha. Không để trên xung quanh nha. Ok ok rồi, qua đi. Giờ chúng ta nhiệm vụ chúng ta là phải qua nó giết hết bọn quái vật này để kiếm được cái túi phục sinh để cho hồi sinh được Canon. Chắc là mình phải nhảy xong mình mới bám được, chứ còn nếu mà bám ở đây không được này. Chắc chưa anh? Trời ơi, chứ té là chết đó. Ok vậy để em nha. Cho tôi hy sinh trước. Anh nha. Không sao, tới lượt em, lần này em sẽ cố gắng hơn. Hey! Qua được rồi, nhưng mà quái vật đông quá. Yeah! Chết mày ơi, cái tên lửa quay được chứ, tè. Lên nè, đó rồi, em lên tới nơi rồi, mày quá. Trời ơi, em lên tới đây nè. Lên tới đỉnh nè. Ok, mọi người lên được hết rồi. Giết. Giết nè, giết nè, ui. Tào lao tí mày. Này thì quái vật, ui trời. Tao, mình đánh mấy con nhỏ này chưa, ây da. Khỏe quá. Này, bà đang bị đói, bà đang bị đói cho nên không dùng được, ăn đậu vô. Mấy con này bây giờ dí anh nè. Bây giờ em nghĩ mấy con này mình chỉ có thể mà đánh rơi nó xuống dưới đất được thôi, chứ giờ mấy con này em trâu lắm. Tôi đánh nó rơi một con bự rơi xuống đất rồi đó. Đánh tiếp đi. Này. Ok rồi, còn con nào không vậy anh Dịch? Anh Dịch đâu rồi? Anh Dịch. Rơi xuống dưới. Trời ơi con này nó không chịu rơi. Rơi đi. Rơi. Ok nó rơi rồi trời. Hết chưa? Ôi hình như cái này là cái lâu đài mọi người ơi. Cái này hình như cái lâu đài sao á. Wow, cái lâu đài bự vậy. Đi vô trong coi chừng trong có quái vật hay gì nha. Anh Vịt Trời kìa. Đập ổng đi. Ổng là người xấu mà. Đập ổng đi. Tùm lum anh Vịt Trời vậy. Sao tập nào cũng thấy anh Vịt Trời trong đây vậy. Này. Ôi ông chết rồi, Ôi ông rớt cái túi gì nè. Để em xem, em ăn động thần. Em còn có một máu á. Lục xem cái gì vậy? Mày coi cái này là túi gì đây? Túi phục sinh. À đúng rồi anh ơi, cái túi này có thể giúp cho Kairon hồi sinh được nè. Ok, giờ em mệt quá. Trời ơi, đi cái trận này em thấy mình không có tốn thời gian, mình không có bị ngầu, mình bị hài á anh. Trời ơi, giờ. Đi. Đường về ở đâu vậy? Đường về giờ mình cũng phải, sẽ phải đi đường này thôi, giờ biết sao. Ôi trời, từ nãy giờ mới về được tới làng. Ủa vậy anh? Ủa cái này bà Timmy bà mới đặt ra, bà Timmy bà phá hoại ghê luôn. Mới đặt
Tôi hết hồn, tôi mới bị ám ảnh, trời tôi hết hồn. Anh bị ám ảnh với cái tấm gương rồi. Đi bên đây này. Về trời. Mình đã về làng được rồi. Và bọn mình đã kiếm được cái túi phục sinh để hồi sinh Chiron rồi anh em ơi. Trời ơi vui. Chiron sống lại rồi. Ok, hình như là ông trưởng làng nói mình là bây giờ túi phục sinh này mình có thể vứt vào trong cái nhà này thì Chiron sẽ hồi sinh. Ok, rồi để xem coi có nghe gì không nào. Cảm ơn bộ ba bá đạo nha. Trời ơi, cuối cùng thì tôi cũng đã được hồi sinh rồi. Như vậy thì tôi có thể quay về cùng với Jimmy rồi. Tôi rất là cảm ơn những người bạn tốt của tôi. Thôi, còn bây giờ thì bye bye mọi người nha. Chắc tôi cũng phải đi đây. Bye bye. Ok, trời ơi. Vậy là bây giờ Chiron đã có thể hồi sinh được về lại mặt đất rồi anh em ơi. Trời ơi, mừng quá đó. Chiron có thể đến bên... Đúng rồi, cây Chiron có thể đến được lại bên với Jimmy rồi. Trời ơi, vậy bây giờ bọn mình sẽ tiếp tục. Bọn mình đã hoàn thành xong nhiệm vụ là hồi sinh được Chiron và đã khám phá được ngôi làng trên mây rồi. Có lẽ là tập sau bọn mình sẽ tiếp tục hành trình đi tìm cái làng bộ tộc ăn thịt người ở nha anh em. Ok, và cảm ơn anh em đã xem video này. Nếu như mà anh em thích series vùng đất chết này và cũng như là yêu mến bộ ba bá đạo thì đừng quên like, share và subscribe ủng hộ cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên đăng ký ủng hộ cho bộ ba bá đạo của mình nha. Ok, bye bye, hẹn gặp lại anh em ở những video sau. Bye bye, yêu anh em vãi đời. Ủa gì? Bộ bơ là bộ bơ gì? Bộ bơ bá đạo. Ôi, hệt. Ok, bye bye mọi người. See you. Yêu anh em vãi nồi.